Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trần Quý Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về một tin tức đang sửng sốt ở trên làng báo chí thể thao, đặc biệt là môn bóng đá hay túc cầu thế giới, thưa quý vị. Xin thưa, đó là sự ra đi của Lionel Messi. Thì anh là một cầu thủ thuộc loại vĩ đại nhất trong 20 năm qua, là một hậu duệ sau Maradona. Và cách đây 4 tuần thì anh đã đoạt được cúp Copa America 2021. Có thể nói anh là một cầu thủ lẫy lừng của nền bóng đá Argentina và đã cống hiến rất nhiều cho câu lạc bộ Barcelona và bóng đá thế giới, bóng đá Argentina. Sự đóng góp của anh có thể nói là rất là lớn cho đội tuyển Argentina. Và cái câu chuyện hôm nay nó đưa đến một cái quyết định phũ phàng và anh trở thành người thất nghiệp, thưa quý vị. Đúng là trong mùa Covid không gì không thể xảy ra. Thì câu chuyện của anh bắt đầu vào năm 2000, khi anh 13 tuổi, còn rất trẻ, và đã gia nhập câu lạc bộ Barca năng khiếu trẻ. Và từ đó thì cuộc đời của ngôi sao bóng đá Messi càng lúc càng lên, tham dự đội 1 rồi tới chính thức của Barcelona và thi đấu rất thành công. Và anh là quả bóng vàng nhiều năm, thưa quý vị, là một ngôi sao rực sáng. Tuy nhiên trong mùa Covid này, anh đã không tìm được tiếng nói chung với ban lãnh đạo của Barcelona. Và chúng ta ai cũng biết rằng trong mùa đại dịch này thì các trận đấu đều không có khán giả, thưa quý vị, vì họ sợ tụ tập làm lây lan dịch bệnh. Và từ không có khán giả, sợ dịch bệnh, dẫn tới thu nhập sa sút. Và sự sa sút này thì diễn ra khắp đời trên thế giới. Đã có hàng loạt những công ty, những nhà hàng đóng cửa, và người làm thuê, những người công nhân, nhân viên đều bị thất nghiệp. Thậm chí như tôi đã từng nói cho quý vị biết rằng có những nghề ở Hoa Kỳ này thu nhập giảm 90%, thưa quý vị. Có thể nói là sự thê thảm kinh khủng, đặc biệt là những ngành về du lịch, khách sạn, nhà hàng, vân vân, rất nhiều. Có những người mà thu nhập gần như là mất trắng luôn. Khách sạn mở cửa không có khách, chủ khách sạn đuổi quản lý, đuổi nhân viên, đuổi từ từ và từ từ, rồi khai phá sản, bán tài sản, rao bán tài sản, bán lỗ, cắt nợ, cầm cự, thưa quý vị. Nói chung là dịch bệnh Covid-19 này rất là kinh khủng. Thì bóng đá cũng không ngoại lệ, khi mà không có khán giả thì nguồn thu nhập giảm đi rất nhiều. Và ngày 1 tháng 7 2021 thì đội Barcelona coi như chấm dứt hợp đồng với Lionel Messi, một cầu thủ đắt giá nhất của họ và tài năng nhất của Barcelona. Và hai bên không thể tìm tiếng nói chung khi mà lương của anh Messi này cao ngất ngưỡng, 24 triệu đô la một năm, thưa quý vị. Và có thể nói rằng anh Lionel Messi đồng ý giảm lương gần 50%, thưa quý vị. Anh chấp nhận từ việc 24 triệu đô la hàng năm xuống còn 14 triệu đô la, thưa quý vị. Và hai bên cuối cùng
đội Barcelona quyết định cắt thêm 30% nữa thưa quý vị, coi như là 80% giảm lương, mà cũng không chắc là có thể giữ lại anh Messi. Hai bên đã có những cuộc thương thảo bằng miệng, chưa ký kết hợp đồng chính thức. Và lúc 7 giờ 33 phút tối giờ địa phương Tây Ban Nha thì ban lãnh đạo của đội Barcelona sau khi thương thuyết với đại diện của anh Messi đã quyết định chấm dứt thưa quý vị, kể cả việc anh Messi chấp nhận giảm lương 80%, có thể nói khủng khiếp thật. Mùa dịch Covid-19 này đã làm thay đổi trật tự cả thế giới thưa quý vị. Hiện nay thì tình hình tài chính của đội Barcelona cũng rất là bê bết và thê thảm, nợ trên 1.350.000.000 đô la thưa quý vị, cũng không biết đào đâu ra tiền lương để trả cho các cầu thủ với những cái giá cao ngất ngưỡng. Và liên đoàn bóng đá của Tây Ban Nha La Liga cũng đã ra đạo luật mới và yêu cầu là tất cả các đội không được trả lương quá 200.000.000 đô la hàng năm thưa quý vị. Nói chung đất nước Tây Ban Nha hiện nay cũng đang khốn khổ khốn đốn, dịch bệnh tràn lan tùm lum, mà các ông bà đá bóng tự cho một cái lương cao ngất ngưỡng, không hợp thời, không hợp lý, không hợp cảnh, không cùng đồng cam cộng khổ với các câu lạc bộ thưa quý vị, đang vật lộn hàng ngày để tìm tài trợ, tìm nguồn thu, mà bây giờ khán giả thì không được vào sân để xem, chỉ ngồi cổ vũ cổ động qua màn hình, và tiền bán bản quyền truyền hình cũng bị sút giảm thưa quý vị, vì các hãng truyền hình họ cũng không thể trả những cái giá cao ngất ngưỡng mà họ luôn đưa ra những bản hợp đồng cắt giảm những chi phí thưa quý vị. Những nhà tài trợ ngày trước rất hào phóng, bây giờ rơi vào cái tình trạng tài chánh kiệt quệ, đành đoạn phải quay lưng, đành đoạn phải chấm dứt những hợp đồng tài trợ, những hợp đồng quảng cáo với giá cao ngất ngưỡng. Nói thẳng ra thì bây giờ cũng có những hợp đồng tài trợ quảng cáo nhưng mà giá bèo, chấp nhận được thì làm, không chấp nhận cũng không sao, không coi bóng đá Tây Ban Nha cũng chẳng chết ai. Người ta coi bóng đá Ý, bóng đá Hà Lan, bóng đá Anh, vân vân trên khắp thế giới, bóng đá Pháp, bóng đá Argentina, bóng đá Brazil. Cho nên các ông bà ở các câu lạc bộ như Tây Ban Nha bỗng nhiên rơi vào vòng xoáy vì Covid-19. Có thể nói là chưa bao giờ mà các đội bóng nhà giàu trở nên khốn đốn như thế. Và hiện nay thì anh Lionel Messi trở thành một cầu thủ thất nghiệp tự do. Nhưng mà theo báo chí truyền thông quốc tế thì chắc chắn là anh cũng rất khó tìm bến đỗ. Chỉ một vài câu lạc bộ trên thế giới mới có khả năng gõ lời thưa quý vị. Thì có 3 câu lạc bộ, một là câu lạc bộ PSV của Pháp, câu lạc bộ Manchester United, Manchester City của Anh. Có thể nói sự ra đi và chia tay đối với Messi là một sự thật phũ phàng vì Covid-19 thưa quý vị. Chủ cũng không có tiền, đội bóng và ban lãnh đạo cũng không có tiền để mà giải quyết. Và họ nói là ngay cả việc Messi chấp
nhận giảm lương 80%. Đội bóng Barcelona cũng không thể giữ anh lại thưa quý vị, vì giá cũng còn rất cao. Quý vị thấy có thể khủng khiếp chưa? Từ lương 24 triệu đô la hàng năm giảm 80%, còn có 4 triệu 8, tức là 10% là 2 triệu 4, 20% là 4 triệu 8, mà đội Barcelona còn chưa chắc có tiền trả cho anh. Nói chung thì không phải nghề bóng đá bạc bẽo, nhưng mà anh Messi đã qua cái thời đỉnh cao của sự nghiệp. Mặc dù anh mới đoạt Copa America một cách muộn màng ở cái tuổi 34, nhưng mà ở cái tuổi 34 là đã đi vào cái sườn dốc của sự nghiệp, và anh lại đòi ký hợp đồng 5 năm để mà có thể chơi tới 39 tuổi, và chắc chắn đội Barcelona không ngu dại gì mà đi ký với một cầu thủ già nua mà tới 5 năm và với cái hợp đồng ngất ngưỡng tiền lương thê thảm thưa quý vị. Cho nên là đành phải chia tay trong bẻ bàn, trong một sự sửng sốt và trong một sự nhục nhã thưa quý vị. Hai bên không thể làm một tiệc chia tay đàng hoàng, và các đồng đội của anh cũng không ai nói lời chia tay thưa quý vị, vì các đồng đội của anh cũng là những kẻ làm thuê, những người cá nằm trên thớt, tiền lương đang bị đe dọa và có thể bị ra đường bất cứ lúc nào. Một cái tình cảnh thật sự là bi đát cho những cầu thủ cao giá. Thì nói chung là cũng bình thường thôi quý vị. Ở đỉnh cao phong độ thì người ta săn đón như ông vua, ông hoàng, nhưng mà khi hết thời đành phải đi đá phủi, đi lụm banh, đi làm nghề khác, hốt một mớ rồi đi làm nghề khác thưa quý vị. Anh Messi này có nhiều sự phản biện và phản đối anh là tuổi thì đã quá già, sức khỏe thì không bảo đảm, nhưng cứ cố bám víu vào hình ảnh, bám víu vào quá khứ và bám víu vào những cái bản hợp đồng cao gất gưỡng không thực tế. Do đó là ban lãnh đạo của Barcelona quyết định không tái ký hợp đồng, không bàn, không thương thảo thêm, coi như say bye bye, chào anh nhé, gặp nhau trên TV nhé. Và các cổ động viên ủng hộ anh Messi đã rất sửng sốt khi mà thần tượng của họ bỗng nhiên bị đá văng ra đường và không ai quan tâm nhắc đến. Có thể nói với một cái sự nghiệp khá lừng lẫy của anh Messi đã cống hiến cho đội Barcelona trên 730 trận đấu, và anh đã ghi bàn 652, và có thể nói là anh là một cầu thủ mà có tỷ suất ghi bàn rất là cao, gần như mỗi trận anh đều ghi bàn thưa quý vị, và mỗi mùa giải anh đều ghi trên 40 quả trở lên. Và như tôi đã nói ngay đầu clip, anh là một cầu thủ sở hữu quả bóng vàng Âu Châu nhiều năm thưa quý vị, một chân sút thượng hạng. Nhân xin gửi lời tạm biệt đến với anh và gửi lời tạm biệt đối với những fan cuồng của anh Messi, và cũng nói là xin chào vĩnh biệt. Ngoài tạm biệt còn có thể là vĩnh biệt đối với một thần tượng đã ra đi. Nói chung thì anh cũng nên ra đi, và lúc này là đúng lúc, những giây phút còn huy hoàng, còn vinh quang, còn vừa mới đoạt cúp
Copa America cách đây một tháng hay bốn tuần lễ. Thay vì giả từ sự nghiệp trong một sự lê lết, chạy không nổi, bi thảm, ăn vạ, kiện cáo trọng tài, dở đủ trò đủ khóe, thưa quý vị. Nói chung là thực tế là đã chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số của anh Messi, cũng đã chấm dứt. Và như tôi có nói, chỉ vài ba câu lạc bộ ngấp nghé nhưng cũng chưa chắc đã đưa ra những bản hợp đồng béo bổ như anh tưởng tượng, thưa quý vị. Từ một cái mức lương 24 triệu đô la mỗi năm, bây giờ liệu anh còn chấp nhận mức lương 4-5 triệu đô la hay không? Hay là vẫn cố ăn tham, cố bám víu vào dĩ vãng quá khứ, đòi giá cao? Đây là một cái mà có thể nói rằng tuy rằng bất công cho anh, nhưng mà trên thực tế nó phải giải quyết như thế, thưa quý vị. Không tiền thì người ta cũng không thể trả lương, cũng phải thông cảm cho những chủ doanh nghiệp đang đau đầu vật lộn trong cái mùa đại dịch Covid-19 này. Và như tôi cũng đã nói, nhiều chủ doanh nghiệp cố xoay trở nhưng mà không thành công, dẫn tới phá sản. Và trong cái xã hội gọi là xã hội kim tiền, xã hội tư bản như Tây Ban Nha, thì việc mà phá sản một câu lạc bộ rất rất dễ xảy ra, thưa quý vị. Phải đi chợ tính toán, chọn cá chọn canh để mà hoạt động trong cái ngành bóng đá này rất là khó. Và như tôi cũng đã từng nói là ngay cả ở Việt Nam chẳng hạn như vậy, nhiều câu lạc bộ cũng đã giải thể, thưa quý vị, thành lập rồi không có tiền tài trợ và đã giải thể. Và nhiều câu lạc bộ danh tiếng cũng đã bị giải thể, chẳng hạn như là ở thành phố Hồ Chí Minh, đội Hải Quan, đội Cảng Sài Gòn chẳng hạn như vậy, đội Sở Công nghiệp, vân vân, thưa quý vị. Rất là khó trong cái môn bóng đá, khi mà khán thính giả họ không có tiền, không đến sân vận động mua vé, không nhà tài trợ, không quảng cáo, hoặc là có nhưng mà quảng cáo lèo tèo, tài trợ lèo tèo, rất là khó. Cầu thủ thì phải nuôi ăn, trả lương, mà trả lương cao gất gưỡng là một điều không thể xảy ra, trừ khi đội bóng là phải mang nợ đầm đìa. Hiện nay thì đội bóng Barcelona, như tôi đã nói, là nợ lên tới 1 tỷ 350 triệu đô la, rất là khủng khiếp. Cũng không thể bán quần áo, trang phục của đội cho khán thính giả, vì họ không đến sân thì họ mua quần áo của Barcelona để làm gì? Đó là một cái câu hỏi khó, thưa quý vị. Khi họ mang quần mang áo của Barcelona tới sân vận động thì mới có sự hãnh diện, chứ mua về rồi bỏ trong nhà thì cũng chẳng ai coi. Mà một bộ trang phục như thế thì rất là đắt, 80 đô la tới cả 100 đô, rất là khó, thưa quý vị. Thì đây là một cái câu chuyện buồn, một bài học mà cái quan hệ chủ tớ, quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và người làm công không tìm được tiếng nói chung trong cái mùa đại dịch Covid-19 này. Thì báo chí thế giới chắc chắn sẽ mổ xẻ về cái sự ra đi không kèn không trống, với cái tình trạng thất nghiệp, hai bàn tay trắng, không hợp đồng của anh Messi. Này là một câu chuyện rất nóng bỏng trong tuần này, thưa quý vị. Thì một lần nữa là cũng xin chia buồn đối với những fan cuồng hâm mộ anh Lionel Messi. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Vũ Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh.
Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.